Vụ gì vậy? Cái gì mà la vậy vậy? Ôi, cái gì vậy? Dọn đi. Anh chặt bụi xả, anh đến dọn bụi xả nè, thấy không? Cái trắng đó. Đó. À, thấy rồi. Ừ. Thấy không nè, đó bông đó, bông mẹ đó, đỏ rồi. Chụp. Tao này tao có một xu nè. Nước nhiều nhiều mới ngon nha. À, của chế hai nè, cái tô bún của mình quá xuất sắc luôn. Anh thiếu cái này nè. Bỏ rau thơm vô. Cho rau thơm vô. Răm đều vô. Ớt vô. Sủng hơi bún. À, đánh dài vô. Anh nói bún ngon mà nó có gì đâu. À, cái đường này lên là bây giờ mới quan trọng nè. Thư lên Thư ơi. Thử người đẹp nhất đi chứ. Nè nè. Rồi hên nè, có chế hai à. Còn qua cầu nè. Cho anh đi trước, cho anh đi đi. Sáng, sáng chỗ mình thì trời mưa nữa của chú anh chị. Mưa mới tạnh, mấy chị em dự định bữa nay là thức sớm để đi lấy bông điên điển. Mình hôm bữa hứa là nấu trứng cá đãi cả nhà. Bây giờ này tính đi sớm mà cuối cùng mưa mới tạnh nên là mình mới đi được. Mấy sụp cái nè. Lỡ quá. Lỡ quá. Một con. Mấy con kia chắc nó lội đường đằng kia xui quay. Lội trời này xuống dưới đó chắc lạnh dữ lắm luôn á. Ở nhà có con chó đen này là nó hiền nhất cô chú anh chị. Xíu nữa là mình sẽ thấy bông điên điển của mấy cây này nè cô chú anh chị. Vừa hổm mà anh nghĩa lên thì thấy nhiều lắm mà sau bữa nay làm như là nó qua đợt nó rụi hết nè, còn ít quá. À, được một bông đầu tiên. Bông điên điển này mà nấu bún cá là hết bài luôn cô chú anh chị. Anh cũng xin chào cô chú anh chị, các bạn xem kênh của Lão Nhãn nha. Chào cả nhà, mấy xu quá. Xu hay quá. Em nói có bông mấy xu vị mặn. Ấy à, chứ mấy cái này. Ôi, con ghi con vậy. Cô chú cũng vào phá ra luôn rồi chị chị cũng dọn hết cái này nó mọc lên chứ mà cũng không phải là chồng. Chồng là cái xu bị xấu trong góc rồi. Đó, mấy xu. Ở bên đây cũng phá ra nè cô chú anh chị. Không điển nhóc luôn. Cây nào cây nén nó cao như là người mẫu vậy. Cây nén bự như cây này như là cây cố thụ vậy. Được không cha? Trời ơi. Trời ơi. Gió nó chìm gió luôn. Dạ. Yeah. Á, ở ngoài kia còn nữa kìa anh. Chế ơi, ở ngoài ở đằng sau chế còn nữa kìa. Đúng rồi. Okay. Bữa hổm mình nhớ mình thấy nhiều lắm. Mà chắc nó mau tàn quá hết chứ. Nè, cái đợt bữa hổm mình thấy bây giờ nó ra trái nhỏ nè. Dạ. Yeah. Ừ. Nhắc lên. Á, đây nè chế, đây nè. Đây. Đây, em có rồi nè. Còn hai bông. Ồ, trên đó cũng còn nữa kìa. Cái bông này hai trẻ muốn đậu trái. Dạ. Quá hay. Rồi. Ây dạ. Quá hay. Thú quá. Ừ, chứ ở nhà cái đã còn nữa, mày chưa được ha. Dạ. Mình ra mình hái ớt cho muốn ra được. Dạ. Trời ơi, giờ này xuống lạnh. Hai em hùng cái này trước nè. Em hái ở bên kia, em thấy được có mấy cái em hái. Dạ. Trên bờ chứ. Cho
người ta hái cái đọt có nhiêu à. Chỉ hái cái này hái dễ như dễ trắng luôn. Lên được rồi cưng ơi, lên được rồi, để mưa lớn nữa đó. Ngon quá, về trước đi. Thôi lên được rồi, mưa lạnh. Được rồi, đừng có cảm ơn mà. Quá trời ngon rồi. Đi về. Ngon ẹo luôn. Quá trời ngon. À, hổm dài cái đám rau muống này là mình ăn kiền kiền luôn. Mà mình hái một đọt thì nó ra thêm mấy đọt nữa hả cưng? Dạ, mình hái kiền vậy nó ngon dữ vậy nè. Quá trời ngon luôn. Dạ đi lên nha. Lên được rồi, nhiều rồi. Hái nó càng non nữa. Đó, thấy chưa? Em vậy hùng. Đó mà chưa chịu nữa đó. Em hùng cho. Hái đâu vậy? Hái trên bờ đó. Thôi trên bờ thôi đi. Ta ăn rau muống ở đây nó quẹo lên mà. Phải không? Có, đây này nè. Thôi mà. Thiệt. Ở trên bờ ăn đâu được. Trên bờ ăn nó dễ bị hơi mủ. Nhưng mà tháng mưa chắc cũng đỡ không sao đâu. Thôi đi về. Rồi chay nữa đi hả? Dạ. Nãy giờ đi hái được một gỗ gao. Gao thế hậu nè. Chào cả nhà. Ở phía này thì qua. Để mình khoe với cô chú anh chị cái thành quả của Út Hạnh với lại Su Su đi soi hồi lúc khuya. Đâu 11, 12 giờ gì đó chứ. Đi vô đâu 12 giờ. Cái làm tiếng này Út Hạnh nó làm khó dở dữ à. Dạ. Cho nó chắc ăn. Đi soi mà mẹ không hay. Dạ. Nó đi tối mưa rồi. Nó đi mưa nữa mẹ. Trời hồi tối mưa rồi không có quay chia sẻ lại cho cô chú anh chị xem. Trời. Để mình đổ ra thành quả của mình đêm hôm đi. Khó coi quá mẹ. Chắc đổ ra. Đổ ra mình phải đi chỗ khác an toàn mới được. Giờ mình sẽ đổ cái thành quả của mình ra cho cô chú anh chị xem. Cũng bộn lắm. Ngon quá chừng luôn cô chú anh chị ơi. Cá bự có, cứng cứng có. Hơi ốm nha. Dạ. Ôi, thấy ham quá cô chú anh chị ơi. Con cá này từ sâu ở trong ao mình hả vậy sâu? Ở trong vườn mình đó mẹ. Không biết mình đó hả? Hồi tối nó đi xa mẹ, đi tới vườn vườn 7 luôn. Tới vườn 7 trên hả? Dạ, vườn 7 đây nè. Bữa nay mình làm mấy con nè? Chắc 2 con đủ ăn rồi. Dạ, chắc có 2 con đó đi ha. Ừ. Làm con nhỏ con bự được. Dạ. Con này, cái này làm 2 con thôi. Dạ, cá bóng này mình coi tiêu mình bữa rồi nè. Mình nấu cơm chua cũng được, khoai tiêu cũng được. Quá trời giỏi luôn rồi. Thành quả bộn ghê á. Ủa sao chú bánh hả bạn? Chú bánh mẹ. Điểm thôi mình đi quay cho con chú chị. Trời mưa kìa chứ không thôi là đi quay rồi. Mấy nay lúc nào mình cũng mưa đêm chứ. Đó 12 giờ hả? Thôi trời mưa thì ngải bún của mình lên lại rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Bây giờ Châu với mẹ sẽ đi đào ít ngải bún. Đào trong cái gốc này cho mẹ ơi, mẹ cầm đi con đào cho mẹ. Trời mưa này nhìn theo ha. Dạ, mưa này cái đất mềm cũng đỡ ha. Đất mềm. Mình đào một nhánh nhỏ thôi chứ thật ra là một bụi này là nấu mấy nồi luôn á cô chú anh chị. Nó nằm ở trong cái gốc gốc ổi luôn. Trong cái gốc ổi. Mình đào ra. Đào ra cho nó tốt chứ không sợ. Ôi nó mắc cái rễ mẹ ơi. Cái rễ. Wow, xích lên đây. Ôi ôi coi nè. Đấy chút nữa mẹ. Nguyên bụi này dữ dội lắm rồi mẹ. Cũng hết rồi. Ôi đây này cô chú anh chị ơi. Quá chừng luôn. Củ uống uống không à. Trời ơi. Thấy vậy chứ tốt quá chừng thế nè. Tốt đi. Quá chừng tốt mẹ ơi. Mình trồng biết mấy mùa rồi đó mà cứ nó cứ lên miết vậy. Nhiều đó chứ mình nấu dễ gì hết thế nè. Dạ. Cái này bữa nào quẩn đào bán bữa nữa. Dạ đúng rồi. À, bữa nay dì đã hứa thì mình sẽ nấu bún cá nhưng mà tiếc một điều là không có anh Nghĩa với chị Nghĩa. Thì lúc tối Út Hạnh với Su Su đi soi cá trúng hết chừng luôn cô chú anh chị. Làm 2 con đủ ăn là cũng dễ. Bún cá thì ở đây mình có hái được ít rau bông điên điển với lại rau muống. Ngoài ra thì cũng có chuẩn bị thêm được ít giá với lại rau thơm. Bún cá thì đặc biệt là mình không có thể thiếu là hột vịt lộn cô chú anh chị.
lộn thì chứ đang luộc ở đẳng. Này vắn anh Nghĩa với chị Nghĩa thì có Su Su đại diện là làm 3 tô. Ôi ơi. Nhỏ tô nữa là 4 tô luôn. Ăn bún nguyên ngày luôn. Ăn bún rồi gặp bún sợ luôn. Ăn bún này chắc gặp bún sợ luôn quá. Nhớ là rồi ăn bún cá có cậu nữa. Ừ. Bún cá thì ngon lắm. Bún cá còn dễ ăn hơn bún mắc lèo mình á. Dễ ăn hơn. Mấy người mà người ta không chịu được cái mùi mắm mà đặc trưng á, chắc người ta ăn cái này dễ hơn. Mà chứ thấy cái này đặc biệt là không thể thiếu nghệ với lại ngải bún. Lúc nãy mình cũng có, mình chưa đem ra hả? Lúc nãy mình có nhỏ rửa để đẳng, không có đem lại. Bữa nay là chai vào tay đảm nhiệm nhiệm vụ lặt rau luôn. Nãy giờ ngồi tập trung lặt dữ rồi. Đặt ra cái này cô chú anh chị mà ăn bông điện điển là có vô tay lặt không? Ý cả nhà mình chứ. Ủa sao mấy bông này con bỏ gì? Sâu hay gì cơ? Không phải là mẹ vô tay lặt á. Lặt ẩu á. Tức lẹ quá, nó gớt xuống đây con lộn con bỏ á. Mẹ chạy giúp con vô tay. Cần không? Cần thì mẹ chạy giúp con ha. Nấu nấu bún cá thì đặc biệt là mình không có thể thiếu nghệ bún của chú anh chị. Nghệ bún thì nhà mình rất là nhiều luôn. Ở đây là nghệ, nghệ mình đâm để hồi mình lượt mình lấy cái nước. Giờ mình cho xả vô, nước sôi vô. Mình cho xả vô. Rồi, vô tay đem nghệ lại cho mẹ đó hả? Mình cho nghệ vô luôn. Ồ, nghệ mình để vô vậy luôn chứ mình không có lượt hả mẹ? Chút nữa cái mẹ dọn con. Dạ. Này mình cho tôm khô vô luôn. Tôm khô vô lấy nước ngọt. Chung thì mỗi vùng miền thì có một món đặc sản khác nhau, cũng như là mỗi cách nấu khác nhau của chú anh chị. Sâu đứng cái bên cười cười với sâu. Dạ thấy chiên lại ngóng này. Sâu đứng này gồng tay cái chiên cục này nhỏ lại luôn à. Bự bự. Bự bự mình dễ mình dễ sách nữa chứ. Gì vậy? Vụ gì vậy? Cái gì mà la vậy vậy? Thôi, cái gì vậy? Dậm rồi, dậm rồi, dậy rồi. Anh chặt bùi xả, anh đến dọn bùi xả nè, thấy không? Cái trắng đó. Đó. À, thấy rồi. Thấy không nè, đó, bông đó. Bông nè đó, đỏ rồi. Chụp. Con hết chứ ơi. Được luôn hả? Chụp luôn sao? Nha. Cô chuẩn nhảy nha. Rồi, để. Rồi, dính lại xong. Trời ơi. Đó. Trời ơi, ngon đồng. Có hết đồng nữa ngon. Quá trời ơi. Cái con đẹp khủng khiếp. Thấy trắng tự luôn. Chị lượm cả nghe kêu cái gì. Trời ơi. Quay cái lệ này là kỳ bụi. Trời ơi. Ngồi đó ha. Ừ, nó ngồi bóng lưỡng luôn nè. Ừ. Nè em lại coi. Nó nè. Kêu dạ. Quá nó gài. Nó ngồi nghe đây nghe bực này bóng lưỡng luôn nè. Đóng lại nó lại nó kêu. Dạ. Đây nè. Quá. Dạ. Con vừa chặt nó lại qua thấy nó trắng rồi vô con. Con gắn. Em cũng hết hồn cho con gắn. Chặt cái tao dừa này bỏ đi. Dạ. Vòng đây cô chú chị. Dạ. Nè, có vợ con à. Trời ơi. Em đi em cũng có mang dép đâu. Không anh ơi, thấy nó khác. Ếch đồng nó nghe ếch mình kêu nó vô đây nè, nó kiếm nè. Ừ. Ủa, ngon. Với lại mưa này nó hay vô lắm hết con. Không ngại nghe nó kêu vòng vòng nha. Con kêu ở mấy bên đó. Không biết phải con này không nè. Dạ. Cái kêu mà không dài tính bắt. Nè Su ơi. Su bắt vô thả vô hầm mình luôn đi Su ơi. Mình thả vô cái dèo của mình đi. Mình chắc nó đi à. Ủa vậy hả? Đồng nó mạnh lắm, nó hay lắm. Ở cái này cá mình được luôn hết mẹ. Cá cũng chín rồi con. Dạ, vớt ra luôn. Nó chín quá nó gãy. Wow, ngon quá mẹ ơi. Còn cá mẹ dẻ cắt rồi mẹ cho. Dạ. Mưa nữa rồi đó mẹ. Ừ. Mẹ mình luộc thấy nó cũng vàng mà thôi. Dạ, cái vàng cái thịt của mình. Trời, hai cái má luôn á kìa. Hai má bự quá ha. Cá mình cũng vớt ra dầm cho nó chừa vô mà mình nêm luôn.
Trời ơi, chạy giúp con trái đó hả? Cảm ơn nha. Hai trái dừa ngọt dữ em nè. Giá cá mình cũng được rồi. mình lo đi coi con ếch với em chung nữa khác luôn hả mẹ? Mẹ nhắc xuống luôn. Dạ. Dạ. Nghe nói ba trứng là sẽ xui rồi, không xui rồi. Ăn trăm trứng ai sao nổi. Có người ta ăn được mấy chục trứng luôn đó. Mà hay thiệt hả chứ? Ừ. Ở phía này mấy cũng gỡ cá luôn. Ai làm gì làm, vô tay thì chơi với Mỹ Diệu. Nãy quét nhà mà thấy còn ẩm em trên tay nè. Này mà hồi xưa chắc người ta cưng với lắm luôn à. Giỏi á. Dạ. Gì tay quét nhà gì? À, vừa quét nhà vừa vòng em. Vừa quét vừa vòng. Em mày nhiều lông à. Em nhiều lông. Có ý nói bữa nay mẹ với hai đổi chỗ. Bữa nay chứ hai là biết chính nha. Nha. Cái này xả phi. Xả phi với tỏi phi vô. Để đây cho nó thơm. Xả phi mình không có để vô cái nồi mà mình để vô đây cho nó thơm cái. Ồ. Thơm á. À, trời, cái dế rau ghém này à. Cái này thường thường ta để vô ta xào ốc hành nhưng mà dạ. Mình không có xào. Con thấy ở An Giang là cái thịt cá nó vàng như nghệ vậy đó mẹ. Mà không biết người ta làm sao. Chắc người ta phải xào nghệ vậy? Xào nghệ á con. Còn cái này mình không có xào nghệ mà mình luộc với nghệ thôi. Thành ra nó không có vàng không ha, mà vậy cũng mẹ thấy cũng hấp dẫn à. Không thể thiếu nó đó. Thôi rồi tới mẹ nè. Chiền đi, chiền khâu đi. Thiếu ai cũng không được hết. Cái tô này bán 1 đô 25 ngàn mà chiền 3 người kiểu này trả tiền lương không cũng mệt. Trứng vô nè. Miếng chả đi mẹ ơi, để đứt lưỡi á. À, hồi qua là miếng chả phải không? Hôm qua là mình dự định nấu bún hôm qua rồi cô chú anh chị. Cái Út Hành tính, cái đếm nhà mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người, 6 cái trứng được. Đếm xong rồi cái vậy nè, thôi mai nhớ mua 6 trứng nha. Đúng 6 cái mới chịu. Giận quá. Tô này nhiêu số? 35 ngàn. 35 ngàn lên giá rồi. Hàng nha. Tô của tay đầy đủ rau luôn kìa. Ừ. Bỏ thứ giỏi. Ăn cộng hè, ăn cộng giá, ăn cộng đâu muốn. Cộng lận. Tô này tô cũng xu nè. Rồi, tay đưa cho mẹ nè. Đưa tay đưa lại mẹ nè. Tô này tô của dâu tay nè. Dâu tay bưng được không để lên để cô. Nóng nha dâu tay. Đúng rồi. Để thấm được. Chứ sợ nóng tay nè. Cái gì nóng lắm ta. Con nghĩ đây. Nước nhiều nhiều mới ngon nha. Đây. Là của chế hai ngọt. Ông chế hai hoặc ăn sao. Ai đây. Đã nữa. Con ăn gan nhiều. Cái tô bún của mình quá xuất sắc luôn. Anh thiếu cái này nè. Bỏ rau thơm vô. Cho rau thơm vô. Ăn ngâm đều vô. Ớt vô cay cay ha. Xu ớt nè xu ơi. Dạ thôi bên đây cũng có rồi. Nãy giờ thì mình cũng chuẩn bị xong bún rồi, cho cũng mời cô chú anh chị dùng bún luôn nha. Mời cả nhà dùng bún. Tô bún này đặc biệt lắm à. Trời mưa này mà có bún này ăn nữa thì quá trời xuất sắc. Tô bún đi nữa đi. Bún cá. Bún cá 12 giờ hả Su? Dạ. Quay phim là rung tay đó. Tô bún 12 giờ đi. Cá đồng ăn cái thịt nó dễ khắc à, ngon á. Ngon. Dạ. Thấy vậy mà giường mình còn cá lóc hay mẹ. Mình đi chuyến nào không có cá lóc hết trơn á. Hồi tối có cá bông cát nữa. Ừ. Tại mình động lên mà chứ. Ừ. Con mèo nữa bạn. Nhà mình là bữa nào là giống như không có đồ ăn cực lắm mới ra bắt. Ở ngoài giường mình còn bày cá phi đó Thành. Ừ. Cá phi bự bự không? Cá phi mà rộng cho nó đẻ. Thế vậy chứ mình ăn rồi mình dưỡng thì mới có ăn ha. Chứ mình bắt hết thì nó không có, nó lâu lắm. Còn quá ngon. Trong đêm điểm bỏ vô đây ăn giòn ha. Dạ. Ngon quá ha. Giòn không? Ngon quá ngon hả Su? Dạ. Ngon quá, nay làm hai tô nghe con. Hả? Ở hôm qua. Hôm qua mà ăn lẩu mắm. Mà thấy không điển rồi bên lai đâu có bún cá hàng quá. Để dành á. Nhớ mà để dành. Bông Điên Điển là gắn liền với món bún cá ha nè. Ừ. Món bún này như là đặc sản ở vùng An Giang. Sủng ưa bún. Wow. Cái tô con đúng là tô đặc biệt nha. Có khuyến mãi thêm cái cộng
Làm gì? Okay. Ngải bún. Ngải bún nữa. Nguyên củ luôn á. Thôi ăn luôn. Thôi đừng ăn. Ăn ngải bún ngon mà nó có gì không? Ừ. Nếu ra bỏ nhiều quá thì nó hơi nhẵn. Miếng chả. Ăn thử coi dai không? Dai cắn họng đứt luôn. Miếng chả quá trời dai à. Còn đánh. Xu đánh á. Ớt xu xay cũng cay luôn. Vậy là con bị nóng tính rồi. Nóng tính. Cái nước cũng vừa ăn. Ngon quá. Chi. Cái lúc chưa ăn tính bán 25.000 mà ăn gọi 25.000 không bán. 35.000 mới bán. Hồi nãy chưa gì là xu nó đã lên giá rồi. Lên 35 mà. Cho nó rẻ nè. Dễ khác luôn. Còn cái thịt con cá nuôi con bắt lên con nấu một chút thì nó rẻ nè. Trong này cái má nè. Trong con cá cái má đó là ngon nhất đó. Nhìn người ta kêu bằng má cái má má con cho má cái má là má. À, đầu xu lý giải coi sao mà cái má đó nó rẻ nó ngon nhất đầu xu. Nó bị dầu quýnh đó của Hải. Hôm qua con nghe nó lý giải cái vụ má. Thôi nó chuyện quýnh luôn nha. Vô tham gia tham dự. Thấy mọi người ăn cũng kìm lòng nặng cũng nổi thôi. Xu rồi. Đúng rồi xu. Xu đặt cúp đôi đũa vàng rồi đó. Được không? Thêm con nữa nha. Con nữa không con? Nước. Ừ. Nước còn đang cho ăn cái củ mấy bún nó nồng nồng á. Ừ. Nó nồng lòng. Cái bằng này ngon lắm. Ngon. Con làm xin tô cái nhà mình thấy sao mà không có cá đúng không? Con giấu đó, bỏ cá vô không? Đâu, con giấu ở dưới nè. Bỏ cá vô ăn cái đầu cá đi. Dạ không. Dịch nữa.